Đội tuyển Indonesia nên chọn sân vận động này để tiếp đón Iraq vào tháng 6. Sân vận động Batakan được khởi công xây dựng trên khu đất rộng 18 ha vào ngày 10 tháng 6 năm 2010 tại thành phố Balikpapan, tỉnh Đông Kalimantan của Indonesia. Nó chính thức khánh thành vào ngày 9 tháng 9 năm 2017. Kinh phí xây dựng sân vận động này lên đến 1,2 nghìn tỷ rupiah Indonesia. Thiết kế sân vận động Batakan lấy cảm hứng từ sân vận động Emirates nổi tiếng của câu lạc bộ Arsenal, với mái che bao phủ toàn khán đài. Tuy nhiên, mái che này được đỡ bởi các cột chống nằm trên tầng 2 của khán đài, làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của khán giả ở một số vị trí ngồi. Khán đài Batakan có 2 tầng ở cả 4 mặt, 100% khán đài đã được lắp đặt ghế đơn là loại ghế gập tiện lợi, có 3 màu sắc là xanh, trắng và ghi. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 40.000 khán giả. Nhiều cơ sở vật chất của sân vận động Batakan đạt tiêu chuẩn của FIFA, bao gồm mặt sân sử dụng cỏ Zoysia Marcella. Trong khi đó, với việc lắp đặt 270 đèn LED, dàn đèn sân vận động này có công suất chiếu sáng 2.300 lux. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Persiba Balikpapan, đội bóng đang chơi tại Liga 2 Indonesia.